Liam mến chào các bạn. Ở video này Liam khui thùng hàng để chuẩn bị lên hàng trên shop của Liam trên Shopee ha. Cái thùng hàng này khá là to luôn các bạn. Liam phải bắt ghế Liam trèo lên đây để Liam khui này. Ra thì cái thùng hàng Liam đã soạn hàng đã kiểm rồi ha các bạn. Tại vì hàng về mình lo mình kiểm trước ha. Liam cũng chưa có thời gian để Liam khui. Quay video cho các bạn xem. Thì hôm nay Liam khui cái thùng hàng này. Trong này có rất là nhiều tủ chính ngăn này các bạn. Một số món Liam cũng đã đưa lên shop rồi, một số món thì chưa ha. Hộp này Liam lấy khá là nhiều tủ chính ngăn. Để bây giờ Liam review cái món đầu tiên ha. Món đầu tiên đó là bộ đồ dùng học tập. Đây các bạn. Trong này có cái dây này, dây quai này. Để Liam khui cái hộp đồ dùng học tập này thêm xem thử bên trong có những món gì nha. Đây là cái dây quai các bạn. Mình gắn vô đây này. Này gồm có là thước này. Có một cây thước, một cục gôm, hai cái bút chì và một cái gọt ha. Cái thước rất là dễ thương các bạn. Dày lắm nha. Đây này. Đây là tâm hồng này các bạn, trong này có nhiều tâm ha, tâm hồng, tâm màu vàng, tâm màu xanh này. Cũng sắp tới năm học mới rồi ha, cho nên là Liam tranh thủ Liam mua một số mấy cái món đồ dùng học tập á, cho Liam đưa lên shop. Các bạn thích mua những món hàng đồ dùng học tập cũng như là đồ decor bàn học và một số phụ kiện thì các bạn hãy vào trong đường link, Liam có để link trong phần mô tả của video ha. Món tiếp theo là bút, thì Liam lấy về 5 hộp mà Liam bán một hộp rồi ha các bạn. Hôm qua có một bạn đặt á, Liam lấy Liam bán rồi đây. Hộp gồm có 6 cây bút này các bạn. Trên cây bút có những cái họa tiết rất là dễ thương ha. Và món tiếp theo là cái này là sticker này các bạn. Em cũng lấy ra bán 3 cái rồi. Tại vì đi em lấy cái thùng hàng này từ một tuần trước à. Mà bận quá đi em chưa có khui ha. Nên hôm nay đi em review cho các bạn xem. Thì hàng cũng có đã sẵn sàng ở trên shop rồi ha các bạn. Các bạn thích thì các bạn lên shop các bạn đặt nha. Đi em khui thử một cái này cho các bạn xem nha. Đây là quyển sổ gồm có 12 trang. Bên trong là những trang sticker này. Đây là sticker bé đây là bé thỏ Mulan ha, thỏ Mulan mà màu xanh. Nhìn dữ luôn đó các bạn. Đây là hình cô gái nè, cô gái và bé thỏ này. Các bạn nào mà mua cái sổ sticker này là các bạn mê luôn các bạn ơi. Còn là hình bé này rất là dễ thương luôn, kiểu như chibi á. 12 trang ha, mà nhiều ra là một trang là nhiều hình lắm các bạn. Rất là xinh ha. Thì mỗi màu là hình khác nhau nha các bạn. Đi em review một quyển cho các bạn xem trước thôi. Mỗi màu là có hình trong này khác nhau nè. Đi em lấy một quả lắc ha. Một lắc không biết bao nhiêu cái. Đi em đã bán được 3 cái rồi nha các bạn. 3 quyển sổ thôi. Rồi tiếp theo đi em review cái này nha. Cái này đi em chưa đưa lên shop nè. Để sáng nay đi em đưa lên shop cho các bạn vào shop các bạn đặt nha. Cái này là Postcard. Cái chiếc táp mà có 3 kích cỡ ha. Nên để Liam đổ ra cho các bạn xem nha. Nếu như bạn làm trang trí sổ các bạn, các bạn cần mấy cái món quay chiếc táp này nè. Các bạn có nhắn với Liam á, nói Liam lấy nhiều nhiều vậy các bạn ha. Này có 3 kích cỡ ha, loại cao nhất này. Hình dễ thương lắm các bạn ơi. Mình dán lên giấy trắng là sẽ rất là nổi ha. Tại vì cái này đã nằm nguyên trong cuộn này, cho nên là mình thấy luôn cái hình phía sau á. Còn mình dán lên trên sổ này thì rất là đẹp. Đây, cuộn đây là cuộn ngắn nhất nè các bạn. Đó, cuộn trung này. Thì sáng nay Liam sẽ đưa những cái món này lên trên shop luôn, các bạn mua ha. Và trên shop thì Liam có để đường link shop ở trong phần mô tả của video. Liam để link của sản phẩm ở trong mô tả video luôn ha. Các bạn thích những món hàng nào trong thùng này á, thì có link ở trong phần mô tả luôn. Đây, Liam lấy một lóc tay này các bạn. Cái tay mà dạng như là tay gấu á. Đây, tay gấu này trong này có mấy cái hình họa tiết rất là dễ thương ha. Là dạng sổ ngang á các bạn. Cái này mình để mình ghi chép công thức hoặc là những cái gì mà quan trọng á, mình ghi và mình để trong cặp để đi học á, rất là tiện ha. Mà cái hình nó cũng rất cute nữa. Hoặc là các bạn mua để các bạn làm quà tặng cũng được ha các bạn. Nhiều hình lắm nè, hình bé vịt này, đó, hình bé gấu này, hình mèo này ha. Rồi
Tiếp theo là tủ. Liam lấy tủ chín ngăn nè. Đợt trước Liam lấy hơn 100 cái mà Liam bán hết rồi ha. Đợt này Liam lấy thêm nè các bạn. Thì có tủ màu hồng, màu trắng và màu hồng cam ha. Màu cam nè các bạn. Cam. Thì các bạn nào hỏi Liam đặt tủ thì các bạn cũng vào liên các bạn đặt nha. Liam bán tủ này, Liam có kèm theo 3-8 sticker nữa để các bạn trang trí nữa nha các bạn. Người ta bán cho Liam là người ta không có bỏ sticker, nhưng mà Liam về Liam bán lại cho các bạn á, thì Liam có kèm sticker để các bạn dán lên trên mấy cái hộp này nè cho nó đẹp ha. Rồi tiếp theo là sticker. Đây, hàng này có sticker loại 100 tấm nha các bạn. Sticker trong sticker này mẫu đẹp lắm các bạn. Mẫu này đợt này nhiều mẫu nha. Cô gái nè, cô gái và bé gấu ha. Còn đây những cái hình rất là dễ thương luôn á. Nếu mà các bạn nào mua về các bạn xài nhiều á, các bạn mua một hộp này đây sẽ rất là lợi ha. Hôm nay có 100 miếng này. Còn các bạn nào mua về bán á, mình tách lẻ ra mình bán cũng rất là lợi ha các bạn. Tại vì Liam để lên shop giá rất là hữu nghị luôn. Các bạn thích là các bạn vào shop các bạn mua nha. Rồi, thùng hàng của Liam đến đây đã review xong. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nếu các bạn thấy thích những video inbox hàng của Liam thì các bạn hãy tặng cho Liam một like. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để đón xem những video mới nhất từ Liam ha. Liam có để link mua sản phẩm ở trong phần mô tả của video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Bye bye các bạn nha.